Xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là tầm gửi cây dâu các bác nhé, hay còn gọi là tang ký sinh. Đây là tầm gửi cây dâu đã được phơi khô các bác nhé. Bên em này chuyên cung cấp các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu các loại. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Bên em có cung cấp các cây tầm gửi cây gạo này, tầm gửi nghiến này và tầm gửi cây dâu. Và các đặc sản núi rừng như ba kích, sâm cao, lấm ngọc cẩu, dâm dương hoắc, nhục thu dung, bọ cạp, tắc kè, bổ củi, cá ngựa, táo mèo, chuối hột rừng, nụ tam thất, hoa tam thất, vân vân. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu các bác đây là tầm gửi cây dâu, hay còn gọi là cái cây tang ký sinh, hay còn gọi là tang ký sinh các bác nhé. Tầm gửi cây dâu thì loại này được sống trên cây dâu các bạn, thì có những cái công dụng như sau. Tầm gửi cây dâu này có vị ngọt, có vị hơi đắng, tính bình các bác nhé. Tang ký sinh có vị hơi đắng, tính bình và có tác dụng là giảm đau nhức xương khớp này, phong tê thấp này, viêm đa khớp dạng thấp này, thoái hóa cột sống này, đau nhức xương khớp này, bổ xương khớp này, viêm cầu thận mãn này, bổ thận này, nhiệt nửa người này, do huyết áp cao hoặc tim mạch này, bệnh mạch vành này, và tác dụng là bổ máu dưỡng huyết, nại sữa, rất tốt cho phụ nữ sau sinh nở các bác ạ. Thì liều dùng là khoảng 20 đến 30 g một ngày các bác nhé. Nấu nước uống hoặc là pha trà, cũng có người thì ngâm rượu. Các bác cần sử dụng như nào thì tùy các bác thôi. Loại này thì nó được sống trên cây dâu. Bên em thì có giao hàng toàn quốc đấy, các bác đến nơi kiểm tra hàng thanh toán thôi. Loại này thì 1 kg các bác ngâm khoảng 8 đến 10 ly rượu nhé, và mỗi bữa dùng 1-2 ly nhỏ, ngâm sau 1 tháng là sử dụng được. Hoặc là pha trà hoặc là nấu nước uống đều được. Nấu nước uống thì một ngày sử dụng khoảng 2 đến 30 g. Tang ký sinh, các bác cần thì vui lòng liên hệ cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.